ở đây là 350 hectare mà trong đây có khoảng hơn 30 hectare. Thì mình đang đứng ở cái vị trí này là cái cổng phụ. Đúng rồi, đây là cổng phụ. Đây là cổng phụ, là River Country One, đây là cái phân khu đầu tiên phải không? Rồi. Thì mình đang đứng ở cái đường, cái lane bên trong rồi. Là nhà phố và biệt thự 10x20. Dạ, nhà phố đây và đây là biệt thự 10x20. Và cái mặt ngoài của bên mình á là shop house 7x18. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu cho chị cái căn nhà phố trước, sau đó mình đi shop house và mình đi một vài cái căn biệt thự. Và những cái lớp house ha. Thì đối với nhà phố ở đây là 7x17 thì mình có xem bên trong loại hình này không? Có chứ. Rồi, có 7x17 xem chứ. Rất là đẹp luôn. Thì em sẽ dẫn chị đi xem. Đúng rồi, cái căn này là mặt bằng, cái căn góc thôi, chứ không phải là căn góc. Căn góc thì bây giờ tôi giá. Vậy là hai cửa, cửa trước cửa sau luôn. À, cửa đây nó đi cả dạ không, mà cái này là cửa sau. Cửa lối thần thôi. Nó đằng sau nó có ban công đằng sau tiền chính là đường này. Dạ, bên kia là shop house là mặt tiền đường chính, còn bên này là mặt tiền của căn nhà phố. Thì nó chỉ có một mặt tiền thôi. Thì đối với shop house và nhà phố thì nó chỉ có một mặt tiền thôi, nhưng mà phía sau nó có một gọi là những cái khoảng không á, lối thoát hiểm. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu và chị làm một cái căn rất là đẹp. Cái căn này là một cái căn góc thôi, nhưng mà chủ nhà đang rất là cần bán và giá tốt nhất thị trường luôn. Và vị trí của cái căn nhà phố ở đây nó đẹp bởi vì là nếu mà dọc từ đường 7 đi xuống thì đây là những cái căn đầu tiên. Sao này điện này nó có giải phóng đi không nhỉ? Dạ, cứ để cột điện này. Chắc anh ở đây là đang hạ rồi. Hạ. À, không có bao giờ mà nhà trên đường lưới điện hết. Nên là sau này tất cả các đường nhà, tất cả đường lưới điện này sẽ là được là hạ xuống, và hiện tại là âm hết rồi. 1450. Thì bây giờ sẽ 1450 là bao gồm tiền của Vân Trang với bạn con bé gì đóng luôn rồi đó nha. Ở đây thì tất cả các loại hình ở đây thì là nhà thô, bên ngoài thằng thì bên trong thô. Nhưng mà rất là đẹp là ở chủ đầu tư nè, dán viên đá nè, rồi họ làm người ta xem cái tường lực và cửa gỗ. Bốn chữ là bốn kiểu không khác gì đâu. Dạ, một trệt hai lầu sân thượng thoải mái. Em bỏ xin cái này. Bây giờ là em sẽ đưa ba chị lên cái lầu hai của căn nhà phố. Dạ. Giống hệt mà. Giống hệt như chị lấy cái tôn trên luôn ạ. Đây là con ác để trong này. Phía trước shop house thì nó cao hơn mình một tấm. Ủa, là nó 3 lầu. Nó được thế á? Dạ, còn bên mình thì 2 lầu. Thế giờ shop house thì bằng bao nhiêu? À, shop house hiện tại ở mức giá đang là khoảng là house của Sai Ghét ha. Rồi bây giờ mình sẽ tham quan cái